Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoài Lâm lên tiếng tiếc nuối về hào quang quá khứ. Sức khỏe đang tuột dốc khiến ai cũng xót xa. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Hoài Lâm chia sẻ khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần, sợ quay lại với nghệ thuật. Nam ca sĩ tiết lộ tâm lý đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng sẽ cố gắng thay đổi và sớm trở lại với âm nhạc trong thời gian tới. Rồi ai cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn vấp ngã. Hoài Lâm cũng vậy, đã từng đứng ở một vị trí mà nhiều người mong muốn, được nhiều người yêu thương ủng hộ, nhưng rồi vì bản thân chưa tốt, hành động và suy nghĩ chưa đúng đã khiến mọi thứ đi xa hơn. Sức khỏe Lâm thời gian gần đây yếu đi trông thấy. Bản thân mình cũng nhận ra tâm lý ngày càng nặng nề, sợ phải bước lên sân khấu, sợ ánh hào quang kia. Bản thân Lâm sợ không hát hay để các khán giả buồn. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, Lâm có những người yêu thương bên cạnh động viên ủng hộ. Những người mà Lâm mang ơn, những người thân trong gia đình và anh quản lý đã luôn bên Lâm lúc Lâm tệ nhất. Đặc biệt, Lâm không muốn Bố Linh phải buồn sầu thất vọng nữa. Lâm sẽ cố gắng ổn định sức khỏe, tập thể thao, tập hát và lấy lại sự tự tin để gửi giọng ca của mình đến với toàn bộ khán giả yêu thương. Hoài Lâm xin cảm ơn, Hoài Lâm sẽ sớm trở lại khi sức khỏe tốt nhất. Ngay sau đó, nhiều bạn bè cũng như người hâm mộ đã dành lời động viên, an ủi đến Hoài Lâm, mong sớm trở lại rực rỡ với những ca khúc hit trong thời gian tới. Cách đây không lâu, vợ chồng nam ca sĩ đã tổ chức tiệc sinh nhật cho hai con gái, Gà Gà và Cún Cún. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Hoài Lâm đăng loạt ảnh rõ mặt hai cô công chúa nhỏ sau thời gian giấu kín. Rất nhiều lời chúc từ fan hâm mộ và bạn bè đã được gửi đến. Trên trang cá nhân, bà xã Hoài Lâm chia sẻ: "Cảm ơn hai con đã đến với thế giới này. Con gái đầu lòng của nam ca sĩ đã được 2 tuổi, bé thứ hai cũng đã vừa tròn 1 tuổi." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.